Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dẫn theo nguồn tin từ báo Tin tức, sáng ngày 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta, khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng, Tiểu ban Kinh tế xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là về các vấn đề, chủ đề và phương châm của đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng có tinh chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng, Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội Toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc quan trọng, bảo đảm thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cần được Trung ương cho ý kiến. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo chỉ thị mới, trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam, về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Chương trình hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 18 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thông tin về những nội dung quan trọng của hội nghị. Theo báo tin tức, Đại hội 14 tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Bởi vậy, chuyện Đảng ta dự định lựa chọn, bố trí ai vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đủ sức gánh vác nhiệm vụ to lớn, nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân. Dư luận đặc biệt đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư, công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhưng quan điểm này, trong tình hình công tác nhân sự hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức khẳng định, rõ ràng song hành với khó khăn, thách thức là thời cơ, vận hội. Vị thế của đất nước chưa bao giờ to lớn như hiện nay. Việt Nam đang làm bạn với tất cả các nước, các quốc gia, các cường quốc đều muốn quan hệ, muốn nâng cấp quan hệ đối với Việt Nam. Trong tình hình mới và với những điều kiện đó, người cán bộ lại càng cần có bản lĩnh, toàn tâm, toàn ý phát huy năng lực để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người cán bộ phải đặt lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Tiếp tục cho ý kiến về việc này, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Quan điểm này là nguyên tắc tối cao trong quá trình lãnh đạo cách mạng, là một trong những nguyên nhân đưa đến thành công của cách mạng Việt Nam. Việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết của người không chỉ là mục tiêu, là hành động đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước, mà còn hướng tới lợi ích của nhân dân. Yêu nước không thể chung chung, trừu tượng, yêu nước chính là yêu nhân dân, là đem lại độc lập, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Giai cấp nằm trong cộng đồng, giai cấp nằm trong nhân dân, Đảng nằm trong dân, Đảng là của dân, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức khẳng định. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cũng đồng tình với phân tích thẳng thắn của Tổng Bí thư về những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ. Trong đó, có những người lúc nào cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc, quên cả thanh liêm, danh dự. Vào thời điểm đất nước vừa đứng trước những vận hội lớn nhưng cũng vừa nước sôi lửa bỏng này, nếu không giải quyết được những tồn đọng nhiều năm, nhiều khóa này, rất khó thực hiện được ước mơ, khát vọng đất nước hùng cường của chúng ta, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức bộc bạch.
cho biết đọc rất kỹ bài viết, một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Đại tá Nguyễn Văn Niên, Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dược Binh đoàn 12, trú tại Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội, đặc biệt tâm đắc với yêu cầu của Tổng Bí Thư là phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Những năm 60 có một khẩu hiệu dán ở khắp nơi là Tổ quốc trên hết. Ở đây nghĩa là người cán bộ, đảng viên phải đặt Tổ quốc lên trên hết, phải đặt Đảng lên trên hết, không thể đặt lợi ích của mình lên trên, Đại tá Nguyễn Văn Niêm bày tỏ. Song cũng thẳng thắn, nói thì dễ nhưng làm lại không dễ, phải rất công tâm, phải rất lắng nghe ý kiến của nhân dân, ý kiến của những người xung quanh. Đại tá Nguyễn Văn Niên cũng bày tỏ, ông vẫn thường nghĩ vì sao Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam lại quy tụ được những người ưu tú nhất vào hệ thống, hấp dẫn được cả dân tộc tham gia vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Đó chính là bởi mục đích, mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân và thực tiễn kể từ ngày lập nước đã cho thấy, khi có được sự đồng lòng thì một dân tộc nhỏ bé cũng có thể trở thành vĩ đại. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ là minh chứng rất rõ đường lối đúng đắn của Đảng. Được sự tin tưởng của nhân dân đã đi đến thắng lợi trọn vẹn và vĩ đại. Để thành công trên con đường mà Bác Hồ, Đảng và dân tộc đã lựa chọn, công tác nhân sự sắp tới là vô cùng quan trọng. Chỉ khi có đội ngũ cán bộ tốt thì mới có chính sách phù hợp hơn, tốt hơn để đất nước phát triển mà lại không bị mất cán bộ. Có như vậy mới giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ, ông Nguyễn Văn Niêm bày tỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.